Đi xe hả? Lên xe, lên xe. Anh chở mẹ tôi tới bệnh viện liền nha anh, mẹ tôi yếu lắm rồi. Chở bà già này hả? Dạ. Ờ, không chở đâu, không chở đâu. Ủa sao vậy anh? Mẹ tôi yếu lắm rồi, sắp chịu hết nổi rồi đó. Biết nói vậy mà còn hỏi nữa. Yếu lắm rồi, lên xe tôi lỡ chết trên xe là sao? Anh ơi, tôi đang nghĩ anh đó, mẹ tôi yếu lắm rồi, mẹ tôi sắp chịu hết nổi rồi. Anh cho mẹ tôi lên đi. Đã nói không chở là không chở mà, nó hoài trời. Ủa? Sao vậy? Có chuyện gì? Đi đâu rồi hả? Chở mẹ tôi tới bệnh viện nha anh. Ủa vậy hả? Ê, đưa, đưa. Lẹ. Lên xe, lên xe, dạ, lên xe. Dạ, dạ. Trời, cứu lên nha mẹ. Ê, ê, ê. Mày khùng hả? Bà yếu lắm rồi, bà lên xe mà bà chết trên xe là mày ế con. Tính mạng con người quan trọng hơn. Bà đi, 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 đi. Mẹ cứu lên nha mẹ. Cao thượng dữ. Ế là đói rồi biết rồi con. Anh ơi. Ừ? Anh làm nghề này lâu chưa? Tôi làm nghề này cũng được 5 năm rồi. Ừ. Tôi muốn hỏi anh cái này nè. À, sao vậy? Anh có tin vào chuyện tâm linh không? Tin chứ. Ủa, anh tin vào chuyện tâm linh, vậy sao anh còn chở hai mẹ con tôi? Người ta nói á, là nếu có người mất ở trên xe là xui lắm đó. Làm cho cái người đó làm ăn đi xuống, rồi chiếc xe đó bị tai nạn thôi đó. Cô nói gì ghê vậy? Thật ra thì tôi cũng sợ chứ. Nhưng mà biết sao giờ. Tôi có con gái bị bệnh rất là nặng, cần tiền để chữa trị. Nhưng mà tôi thì chỉ có mình nghề tài xế nè. Tôi phải ráng chạy để mà kiếm tiền chữa trị cho con gái tôi. Tôi chạy là vì gia đình chứ không phải là để kiếm tiền. Tôi hiểu rồi. Ừ. Gia đình anh cũng khó khăn quá ha. Thôi được rồi, anh dừng xe đi. Ủa, chưa tới nơi mà. Không cần đâu, tại vì tôi thấy mẹ tôi cũng khỏe rồi. Đúng không mẹ? Ừ, cũng khỏe rồi con. Cho xuống đi cậu. Tắp vô lề giùm tôi nha. Ơi, khách bỏ quên đồ rồi. Trời. Trời. Ủa. Anh nghe này vợ. Hả? Có chuyện gì? Từ từ, bình tĩnh nói anh nghe. Rồi 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 rồi, anh tới liền, anh tới liền. Ê, 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 ủa gì? Mày làm gì vậy? À, tôi... anh ơi, anh làm ơn cho tôi vô gặp giám đốc cái đi. Bây giờ tôi xong một cái là tôi đi lo chuyện gia đình liền. Lẹ, lẹ, lẹ. Mày gấp, tao cũng gấp. Bây giờ tao cũng gặp giám đốc, vậy tao phải đứng xếp hàng mà chen vô rồi sao? Tôi đang rất là gấp luôn, anh làm ơn đi. Không, không nha, đi ra. Mày đứng đó mày đợi đi. Tao vô trước rồi mày vô chứ mày giống nội thôi. Anh làm ơn đi. Đứng đi. Có chuyện gì ông Mào vậy? À, chị quản lý. Chị, bây giờ cái thằng này nè, nó không xếp hàng vậy, nó mới chen vô trong khi em đứng nãy giờ em đợi. Mời anh ra sau xếp hàng. Chị ơi, em chị làm ơn cho em vô một cái đi. Tại vì giờ em gấp, em gặp giám đốc rành một phút thôi em đi lo chuyện gia đình nữa nha chị. Chị. Dạ em nghe sếp. Dạ dạ em biết rồi. Anh là Quân phải không? À, dạ đúng rồi. Mời anh vô. À, dạ em cảm ơn chị. Ủa chị, em đứng em đợi nãy giờ sao cho nó vô trước rồi chị? Đó là lệnh của giám đốc. Anh chịu khó đợi xíu đi. Gấp quá. Thôi kìa. Mày có dây vô cho cái đây hả? Mày còn cháu cha hả? Tao nói mày kia sắp hàng mày vô sớm là sao? Mày gấp tao không gấp hay sao? Tôi không muốn kiếm chuyện với anh đâu. Cái chuyện tôi gấp lắm. Ủa? Ủa? Cô đi taxi hồi sáng nè. Đây. Nè, cô bỏ quên tiền nè. Tôi đem trả cô. Cô đến đây á, chắc là để báo cáo rồi lấy lại tiền đúng không? Đây. Tôi mang tiền đến cho cô rồi. Tiền không hả? Cần. Ừ đúng rồi, không cần đi kiếm đâu hết trơn á. Ủa? Số tiền này là sao? Số tiền này của cô hồi sáng mà cô với mẹ cô đẩy cái xe lăn nè, rồi bỏ quên tiền trong đó. Tôi thấy rồi, tôi đem trả nè. Ủa? Ủa gì?
cái số tiền này của cô là tôi không có lấy đâu. Anh chắc là không lấy hả? Thế tiền của cô mà tôi lấy chi? Ủa, chứ không phải con gái anh đang lên cơn nguy kịch rồi cần tiền để chữa trị hả? Sao anh không lấy số tiền này để chữa trị cho con gái anh đi? Đúng rồi đó, bây giờ tôi trả tiền cho cô xong là tôi phải chạy vào với con gái rồi. Thì khi trời, con gái bệnh nhưng mà tôi đi làm thì tôi kiếm tiền từ công sức của tôi, chứ tôi không có lấy tiền của cô làm gì hết. Cảm ơn cô nha. Ủa mà sao cô biết con gái tôi vậy? Là tôi kêu vợ anh gọi cho anh đó. Hả? Tôi chỉ muốn thử lòng anh thôi. Nhưng mà thật sự đúng như tôi nghĩ, anh là một người tốt. Kể từ hôm nay tôi sẽ giúp đỡ anh. Tiền viện phí của con gái anh á, tôi sẽ chi trả. Từ bây giờ anh lo làm việc chăm chỉ là được. Sao tự nhiên cô tốt với tôi không hiểu gì hết trơn. Giới thiệu với hai anh, tôi là giám đốc của công ty này. Hả? Giám đốc hả? Vậy sếp của tôi hả? Ủa vậy cái chuyện hồi sớm là sao? Chuyện hồi sáng á là tôi với mẹ tôi chỉ muốn thử lòng nhân viên của công ty mình thôi. Trời ơi vậy rồi. Trời ơi. Sao? Anh có gì muốn nói không? Tôi biết rồi, cái chuyện hồi sáng là tôi không có đúng. Thì tôi xin lỗi. Nhưng mà khoan nha. Bây giờ là khi mà giám đốc nói xong á, tôi mới biết là nhân viên của mình là được công ty hỗ trợ giúp đỡ cho người nhà khi mà bị bệnh đúng không? Có thể giúp tôi số tiền này không? Tại vì mẹ tôi đang nằm bệnh viện rất là nặng luôn. Để tôi giúp, tôi cứu mẹ tôi cái. Anh đúng là mặt dày thiệt đó. Tới bây giờ mà anh còn chưa biết lỗi, anh còn đòi hỗ trợ từ công ty tôi hả? Giám đốc, bây giờ giám đốc là sếp của tôi, là cấp trên của tôi. Tôi là thằng tài xế thôi, tôi không có dám nói gì hết. Nhưng mà tôi nói thiệt nha, về nguyên tắc tôi sai. Tại vì người giờ tôi không cứu là tôi sai. Nhưng mà về cái tình tôi không sai nha. Tôi chở người ta trên xe, lỡ người ta chết trên xe là sao? Rồi có phải là lập biên bản rồi giữ xe, rồi có phải là hỏi tới hỏi lui rồi giữ tôi hay cái gì là phải phiền cho tôi không? Cái cần câu cơm của tôi mà bây giờ tôi bị giữ rồi làm sao tôi lo cho gia đình tôi được? Nói phải có cái tình chứ. Tới bây giờ mà anh còn giải thích được như vậy hả? Cái đó là anh chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi. Anh chỉ sợ ví dụ như có người mất ở trên xe thì liên quan tôi xẹo tới anh. Mà anh không nghĩ cho một mạng người. Ví dụ như hồi sáng mẹ tôi xảy ra vấn đề gì thì sao? Ai cứu? Không một ai cả. Tôi không nói nhiều nữa. Anh chính thức bị sa thải. Sao sa thải tôi? Tôi làm cái gì sai? Bây giờ giám đốc nói rồi, khái niệm là giám đốc là người giàu có tiền thôi. Còn người khổ nghèo như tôi nè, đi làm kiếm tiền lo gia đình nè, mẹ già bệnh hoạn còn con thơ nữa, sao mà nói vậy được? Sếp. Thôi sếp có thể cho anh ta một cơ hội được không? Tại tôi cũng là tài xế nè, tôi cũng kiếm tiền để lo cho gia đình, cho nên là tôi hiểu được cái áp lực mà anh ta đang gánh. Về cái việc mà Tâm Linh đó thì nói chung là trong nghề tài xế của tôi á, thì như sáng thì cô cũng nói tôi rồi, thì tin cũng sợ cái chuyện đó, cho nên là giám đốc thông cảm bỏ qua cho anh ta cơ hội nha. Tôi không có muốn triệt đường sống của ai hết. Ai cũng ra đi làm kiếm miếng cơm manh áo để nuôi gia đình mình. Nhưng mà tại vì hồi sáng này thái độ của anh là một người vô trách nhiệm. Anh thấy người ta già cả sắp chịu không nổi rồi mà anh không chở người ta đi bệnh viện, anh có thấy mình vô trách nhiệm không? Tôi sẽ cho anh một cơ hội, tôi sẽ không sa thải anh nữa. Nhưng mà từ nay về sau á, tôi muốn anh thay đổi. Tôi biết công việc nào cũng có kiêng kỵ riêng hết, nhưng mà xử lý vấn đề á, mình phải tùy thuộc vào trường hợp. Mình đặt tình cảm, tình người lên hàng đầu. Anh có thay đổi được không? Tôi thay đổi được. Tôi biết lỗi, tôi xin lỗi giám đốc. Thật ra thì cuộc sống nó khó khăn quá, cho nên là mới vậy thôi. Chứ tôi cũng hiểu mà. Cảm ơn giám đốc. Cảm ơn giám đốc nhiều lắm. Cảm ơn rất nhiều. Thôi được rồi, hai anh ra ngoài làm việc tiếp đi. Dạ.